Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Podcast. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một cái chủ đề rất là thú vị, đó là làm cách nào để xây dựng hình ảnh của bản thân, cách để trở nên viral. Thực ra ở cái vế thứ hai thì mình cảm thấy nó hơi ngại bởi vì mình cũng không phải là một người nổi tiếng. Tuy nhiên thì trong cái quá trình học tập và làm việc của mình thì mình cũng đã có nhiều cái boss trên những cái phương tiện social, nó cũng có rất là nhiều like. Thì mình nghĩ mình cũng có một chút gì đó kinh nghiệm để có thể chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách nào để có thể xây dựng hình ảnh bản thân và cách trở nên viral. Thì ở cái số thứ hai chúng ta đã bàn với nhau về cái chuyện làm sao để chúng ta có được style riêng của bản thân. Một cái điều mà ai cũng đau đầu và ai cũng muốn được nổi tiếng với style của riêng mình. Ngày nay thì có rất nhiều cách để nổi tiếng, từ tích cực đến tiêu cực. Nhưng mà đối với một họa sĩ mà nổi tiếng bằng cách tiêu cực thì không khác gì mà các bạn đang tự hủy hoại cái đi cái sự nghiệp của mình. Nên thành ra chúng ta sẽ không bàn cái chuyện đó ở trong podcast này, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Nếu mà các bạn đã có style riêng rồi á, thì mừng cho các bạn vì các bạn đã khá hơn rất nhiều người có thể đang nghe ở đây. Đó là tại sao tranh của các bạn lại không có ai like, fan không có ùn ùn kéo tới giống kết bạn như các idol của các bạn á. Thì đây là lúc chúng ta nên ngồi xuống nhìn vào tranh xem thử là cái thứ gì đã khiến cho tranh của các bạn nó bị flop. Đầu tiên á, hãy xét tới mặt kỹ thuật. Rõ ràng là các bạn đã làm rất tốt, tranh của chúng ta đã rất có công thức rồi, màu sắc cũng rất là lạ so với các artist khác. Tại sao chúng ta vẫn không hot? Mình cho là vừa rồi mấy cái mình vừa mới kể vừa rồi là nó đúng với cái tranh của các bạn đang nhìn vào đi. Vì chúng ta đang có một cái vấn đề rất lớn ở đây, đó là gu của các bạn nó không trùng với gu của đại chúng. Vậy thì gu của đại chúng là sao nữa? Bình tĩnh để cho mình giải thích nhé. Gu của đại chúng có thể hiểu là gu của người xem vào một cái thời điểm nào đó. Tại sao lại có cái tính thời điểm ở đây? Vì gu của người xem bị ảnh hưởng rất là nhiều thứ hơn là bạn nghĩ. Từ những cái gam màu nổi bật ở những cái show truyền hình, những cái quần áo lòe loẹt trong những cái bộ phim cổ trang này, đến những cái bảng quảng cáo nhấp nháy, rồi đến những cái nhãn hàng ở trong siêu thị. Dạo gần đây các bạn sẽ thấy là họ sử dụng màu rất là tươi, nhìn kiểu nó hơi Hàn Quốc một xíu á. Rất là tươi, rất là sáng. Những cái điều đó nó trend cho cái gu thẩm mỹ của người xem nó lên một cái mức mới. Họ nhìn vào cái gì nó thường xuyên. Những cái người nghệ sĩ ở thời điểm nào đó họ tạo ra những cái gì thường xuyên. Và cái người xem á, gọi là người dân nói chung á, họ nhìn vào thường xuyên, họ sẽ cảm thấy là cái đó nó dần dần nó trở thành cái chuẩn của cái đẹp. Ví dụ như là những cái bảng quảng cáo mà các bạn hồi xưa các bạn thấy, những cái bảng quảng cáo nói chung nó rất là đơn giản. Nó mình không nói tới những cái thợ vẽ quảng cáo mà vẽ rất là cung phu cầu kỳ nha, nhưng mà các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cái bảng quảng cáo chung nó rất là kiểu hời hợt, chỉ có in tùm lum chữ, đổi màu tùm lum tà la hết. Hồi xưa các bạn đi đâu cũng thấy hết. Thì đôi lúc những cái người hồi xưa họ đi muốn một cái bảng quảng cáo, họ cũng mong được cái bảng quảng cáo như vậy thôi. Họ sẽ coi những cái bảng quảng cáo đó chính là cái tiêu chuẩn của cái việc là phải làm sao để được như vậy. Nhưng mà tới bây giờ khi mà chúng ta nhìn lại những cái bảng cũ, những cái bảng xấu rồi á, thì chúng ta cảm thấy nó bị như vậy mới đúng. Thì khi mà bùng nổ của cái ngành graphic designer này, các thiết kế tại Việt Nam mình nó bùng nổ rất là nhiều, các bạn học thiết kế ra, rồi họa sĩ cũng có Photoshop để vẽ những cái tranh digital á, thì các bạn sẽ thấy là cái làn sóng mà chúng ta giống như remake lại toàn bộ cái thẩm mỹ của Việt Nam vậy á, mọi thứ đều được cải thiện đi rất là nhiều. Các bạn có thể hỏi bất cứ ai một ngoài đường hoặc là phụ huynh gia đình của chúng ta thì đều thấy là họ đã có nâng cái gu của họ lên một cái mức mới. Họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu đối với những cái bao bì mà trông nó bị phèn phèn. Họ đã có những cái khái niệm như là nhìn cái bao bì này phèn, bao bì này xịn. Còn hồi xưa đơn giản bao bì là bao bì thôi, nó ghi cái món gì trên đó là tốt lắm rồi. Còn nó thay đổi chất liệu nữa là ghê gớm, nhưng mà bây giờ khác rồi. Mì tôm nữa, các bạn có thể ra quầy mì tôm, tất cả những cái gói mì tôm nó đều có giá dao động từ 5 tới 7 ngàn hoặc 13 ngàn. Nhưng mà với hai gói 5 ngàn mà thiết kế xấu đi, các bạn rất có thể các bạn phải đặt nó xuống, trừ những khi cái gói mì tôm nó những cái gói mà cái hương vị các bạn đã biết rồi. Còn lại cái về cái phần mà cái gu của đại chúng bây giờ nó rất là quan trọng. Vậy thì xui cho các bạn đăng tranh mà cái tranh của các bạn nó lại không hợp với gu đại chúng. Các bạn hãy thử lên những cái group minh họa lớn, các bạn review lại một vòng, các bạn lướt hết, các bạn xem thử cái bức nào là sẽ flop và cái bức nào là nó sẽ nhiều like. Ở cái thời điểm này thì mình nhận ra cái gu của đại chúng, nơi mà những cái group vẽ mấy trăm ngàn viên hoặc chỉ có vài ngàn thành viên thôi á, thì đó là họ thích những cái gì cute này, những cái gì bắt mắt này, nhẹ nhàng, chiêu chiêu, bùng nổ của cái vụ chiêu chiêu này thì các bạn biết rồi, nó đi kèm giữa Đà Lạt và Đen Vâu đó. Và hơn nữa là vẽ tranh để tôn vinh tổ quốc, đất nước, hoặc là tệ hơn là vẽ theo trend cho có thôi. Thì vẽ theo trend thì nó không có xấu, chỉ là trend thị trường thì nó rất là nhanh, nó không đại diện cho cái tính bền vững. Và các họa sĩ vẽ theo trend thì họ chỉ có 1 đến 2 ngày
để dí kịp cái sức nóng của cộng đồng mạng mà thôi. Cho nên mà khó mà có thể đảm bảo là những cái bức tranh mà vẽ theo trend á, thì chất lượng nghệ thuật nó cao được. Nhưng mà dù sao thì những cái bức vẽ theo trend á, thì theo kinh nghiệm của mình cũng đã từng thử rồi. Nó tăng follow rất là nhiều. Các bạn vẽ theo trend nó vui vẻ giống như là đợt Covid rồi dịch, rồi mấy cái post kiểu như là động viên các kiểu theo trend rồi này nọ, hoặc là Việt Nam mình dành một cái gì đó các bạn tranh thủ các bạn vẽ một cái style. Đầu tiên các bạn phải pick cho mình một cái style nó vui tươi, nó nhẹ nhàng, nó đại chúng, và vẽ theo một cái trend và truyền tải một cái thông điệp nó đủ vui. Là mình nghĩ đó là một cái bộ công thức khá là đơn giản để các bạn trở nên có thể viral trên một cái, ít nhất là viral trong một cái group nào đó. Bài đăng của các bạn bèo cũng phải được 1-2k like, thậm chí là lên mười mấy k like, hoặc là mấy cái trang khác nó sẽ ăn cắp tranh của bạn đem về. Thì cái đó là cái chuyện các bạn chọn. Nhưng mà tại sao một số tranh vẽ theo trend rồi nó vẫn flop? Cái vấn đề ở đây á là các bạn để ý đó, là những cái dạng tranh có like này nó sẽ rất là thân thiện so với đại chúng. Bởi vì sao? Hầu hết chúng ta hồi nhỏ đều tiếp xúc với lại truyện tranh rất là nhiều. Những cái truyện tranh của các họa sĩ Nhật Bản thường có những cái nét vẽ rất là dễ chịu. Họ dùng like, các bạn có thể đơn cử là ví dụ như Doraemon nè, rồi Pikachu, hay là mấy cái bộ kiểu như là Doraemon bóng chày rồi gì. Mình không nhớ nhiều cái tên, nhưng mà đại khái là cái cách vẽ của họ thì nó khá là đơn giản, nó có like ở bên ngoài. Thế nên khi các bạn chọn cái style đó cộng với một cái màu bắt mắt, rồi còn cộng với lại cái trend bây giờ nữa, nhìn cái là muốn click á, thì các bạn phải chấp nhận đánh đổi tất cả cái chuyện đó để mà vẽ ra một cái tấm theo thị trường, thì các bạn sẽ có nhiều like. Còn nếu mà né hết tất cả những cái gì mà mình nói nãy giờ, các bạn không muốn theo thị trường, các bạn không muốn vẽ cái art style nó bị hồi xưa quá, nó bị con nít quá, ví dụ vậy, thì các bạn sẽ phải đi theo một cái con đường mà nó cực kỳ khó, đó là đi lên bằng cái năng lực của mình. Thì đó là cái con đường khó khăn nhất, nhưng mà các bạn sẽ được nhận được rất nhiều sự tôn trọng hết mức của các anh chị em đồng nghiệp cũng như là các đại thần ở trong nghề. Thì để mà đạt được cái điều đó thì các bạn phải có một cái style vẽ đủ độc đáo, nhưng mà phải đủ dễ nhìn này, khác biệt nhưng mà lại dễ đồng cảm, đủ kỳ quặc nhưng mà lại dễ hiểu. Tất cả những cái điều đó nó sẽ khiến bạn nổi tiếng theo một cái kiểu là bạn là một cái họa sĩ có cực kỳ có cá tính ở trong ngành, có kỹ thuật, có cái sự tôn trọng của rất là nhiều những cái người mới học vẽ nữa. Thì đó là cái con đường gian nan nhất, nhưng mà nếu mà các bạn gặt được cái con đường đó rồi thì các bạn sẽ chính thức trở thành một cái đại thần trong cái ngành vẽ, và bạn hoàn toàn xứng đáng có được nó nếu các bạn đi theo con đường kiểu như thế này. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái podcast lần này. Cái tập này thì có vẻ nó hơi ngắn, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ rút ra được cái điều gì đó, và cái hành trình viral của bạn có thể trở nên dễ dàng hơn sau khi các bạn nghe cái này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tiếp theo. Bye bye.